rồi. Không, như cái bạn tôi bảo nói là một từ một người chưa biết gì cơ mà. Ừ. Ô, con bạch tuộc à? Bạch em. Ô, con sao hiện? Công nhận là hôm nay vở kịch của em nó xàm xí. Nó vừa buồn cười mà vừa thấy là mọi người đến xem ai thắng. 4, 4, 6, 6. Chị Mỹ Phú thắng. 6, 3. Xin chào các Shark, tôi là Minh Trang, founder của Hộp Hào Hức. Đến với Shark Tank mùa 5 lần này thì tôi đi cùng người đồng hành của tôi là anh Đức Thành, co-founder. Team Hộp Hào Hức đã chuẩn bị 5 món quà rất là đặc biệt, customize cho từng cá nhân các Shark. Em là MC ở chương trình gì nhỉ? Chị nhìn quen lắm. Em làm ở VTV từ cách đây khoảng hơn 15 năm rồi ạ. Từ bây giờ còn làm nhất đại học. Hiện giờ thì em không còn làm full time nữa. Đây là cái full time của em bây giờ đấy ạ. Ở đây là hộp Hào Hức dành tặng Shark Bình. Em đã từng phỏng vấn Shark Bình rồi đấy ạ. À thế à, cảm ơn. Cho phép tôi xin được nói nhanh về những món quà mà các Shark vừa được nhận. Con gái May của Shark Bình năm nay 9 tuổi, thế nên là chúng tôi đặc biệt lựa chọn một cái hộp Hào Hức rất là phù hợp với các bạn nhỏ từ 6 đến 10 tuổi. Dành tặng bé May thì có một cuốn sách rất là đặc biệt có tên là Chuyện kể hàng đêm dành cho các cô bé cá tính. Tên gốc của cuốn sách này bằng tiếng Anh là Rebel Girls. Đây là một cuốn sách rất là nổi tiếng trên toàn cầu, đã được xuất bản ra hơn 30 thứ tiếng. Và đặc biệt là trước khi cuốn sách này được xuất bản tại Mỹ thì nó đã kêu gọi được số tiền ủng hộ là 2 triệu đô qua việc gây quỹ cộng đồng. Cảm ơn em, anh sẽ chuyển cho con gái anh. Hiện giờ Shark Linh đang có bé út là 3 tuổi. Dễ thương quá. Vâng, và chúng tôi cũng được biết là Shark Linh rất là quan tâm việc phát triển các bé trong môi trường song ngữ. Thế nên là Hộp Hào Hức có lựa chọn những cuốn sách song ngữ Việt Anh. Ngoài ra còn có một trò chơi tên là trò chơi đan dây, giúp rèn luyện các cái phần kỹ năng vận động tinh của các nhóm cơ nhỏ đôi bàn tay, hay còn gọi là Fine Motor Skills, rất là quan trọng với các bé ở độ tuổi này. Với Shark Hưng thì Shark Hưng vừa được đón hai bạn sinh đôi là Gấu Anh và Gấu Em. Thế nên là Hộp Hào Hức đặc biệt lựa chọn những cuốn sách được bồi cứng, hay còn gọi là board books. Những cuốn sách này có một đặc điểm rất là quan trọng, đó là cái phần trang sách và bìa sách đều được làm rất là dày. Thế nên là các bạn nhỏ từ sơ sinh có thể thoải mái gặm nhấm, đọc sách, chơi rất là an toàn. Shark Liên thì có cháu ngoại ở trong độ tuổi từ 3 đến 6 tuổi. Đây là một độ tuổi mà các bạn ấy ham thích khám phá mọi điều của cuộc sống. Chúng tôi còn đặc biệt chọn những cuốn sách mà các bé có thể trực tiếp tương tác với cuốn sách đó. Ở trong đó có một cuốn sách mà các bạn ấy có thể kéo đẩy cái trang sách ấy ạ, rồi có thể lật dở, có thể chạm trượt. Team Hộp Hào Hức biết rằng là các bạn của Shark Phú đã đang học đại học rồi. Và Team Hộp Hào Hức quyết định là thiết kế một cái hộp theo hướng là một ví dụ về sản phẩm co-branding. Đây sẽ là một cái sản phẩm mà Sunhouse gửi tặng cho các khách hàng của mình, hoặc là Sunhouse gửi tặng cho con em cán bộ nhân viên của mình trong dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6. Thì con anh ngoài 20 tuổi thì không mua được cái quà gì của Hộp Hào Hức à? Đúng ạ. Thế thì anh thiệt với các Shark này. Trong tất cả các hộp thì đều có một trò chơi sáng tạo giúp cho các bạn có thêm cái sự tương tác với gia đình và bố mẹ. Xin mời tất cả các Shark trải nghiệm trò chơi Ai Kia Kìa này được không ạ? Ok. Đây ạ, để cho em hướng dẫn. Con mình biết rồi. À, anh cũng biết rồi ạ. Có con nhỏ khác nhỉ? Bây giờ có hai cách chơi, nhưng mà cách này đơn giản hơn. Tức là bây giờ phát cho mỗi người một cái thẻ. Mình sẽ lật từng chiếc một lên. Nếu mà ai mà nhìn thấy trong cái thẻ này của mình có một cái hình giống với cái thẻ này thì chộp. Hô to lên ạ. Hô to lên và chộp. Đấy, xong rồi sau đó là mình lật tiếp. Không ai lấy được nhiều thẻ hơn thì người sẽ thắng. Hô như nào? Hô tên của con đấy. Hiểu. À, là rồi chơi. Bà ngoại chơi thay cho cháu đây. À! Rồi ok. Rồi để đây. Lật tiếp. Con cá. Mím. Cái không phải. À. Con nóc. Ô, con bạch tuộc à? Bạch tuộc em. Ô, con sao biển? Panda. Con gì?
Con gì? Con chim cánh cụt. À ừ nhờ. Bạch tuộc. Ôi dồi ôi. Giật cả mình. Panda. Xuyên panda. Xuyên panda nhỉ. Đó đó đó. Ngã lên con này. Đây con này. Con này là con nào? Con sói. Sói, chó sói. Sói rồi sao? Hai cậu. Chị với em cứ tàng tàng. Mình lớn tuổi rồi. Cho trẻ con nó chơi. Con gì con lizard hả? Mới vì chỉ nhận panda thành công rồi. Đây con này. Úi dồi. Con này làm gì? Con này con nhím à. Chị với em ấy. Yeah. Mọi người đến xem ai thắng. 4, 4, 6, 6. Chị với Phú thắng. Cảm ơn tất cả các sếp. Sắc bình thành sắc vồ. Vồ xong mới đọc. Vồ ấy bị nhanh thật sự. Thua luôn. Đây nè. Con này vẽ vẽ chưa quá không nhận ra. Chưa mình mắt kém rồi. Không phải đâu, cái độ nhạy của mình thua chúng nó trẻ mà. Các bạn 5-6 tuổi sẽ luôn luôn thắng các bố mẹ. Thì đấy, bây giờ hai bố mẹ đã quên, hai anh chị. Xin cảm ơn các Shark rất là nhiều vì đã tham gia nhiệt tình vào phần trải nghiệm sản phẩm vừa rồi của Hộp Háo Hức ạ. Hộp Háo Hức là một mô hình hộp sách và đồ chơi giáo dục được giao định kỳ hàng tháng, đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam hiện giờ. Tất cả những thứ ở trong hộp thì đều được nghiên cứu và thiết kế để phù hợp với từng nhóm tuổi, từ 0 đến 3 tuổi, 3 đến 6 tuổi và 6 đến 10 tuổi. Bố mẹ có thể lựa chọn các gói có độ dài linh hoạt khác nhau, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng hoặc hà dài nhất hiện giờ là 12 tháng. 1 tháng thì 230.000, 12 tháng thì là 2.4 triệu. Chỉ cần đặt một lần và sẽ được giao định kỳ hàng tháng đến cho gia đình. Cái Hộp Háo Hức cũng gắn kết cái tình cảm gia đình. Hộp Háo Hức đã chạy được 3 năm, tổng doanh thu cho đến thời điểm bây giờ là 44 tỷ 500 triệu, lợi nhuận là 15%. Khủng khiếp đấy. Trung bình một tháng bây giờ đang bán là 7.000 hộp này. Doanh thu tháng gần nhất bao nhiêu? Cho đến thời điểm ngày hôm nay là 800 triệu. Cả tháng liệu được tỷ 2 không? Kỳ vọng là sẽ được 2 tỷ rưỡi. Theo kế hoạch của năm 2022 này, lợi nhuận sẽ là 22% cho cả năm. Ai là người R&D ra cái game và sách đấy? Một team có 5 bạn. Tức là công ty mình luôn? Đúng vâng. Ạ. Hộp Háo Hức gọi vốn là 8 tỷ cho 10% cổ phần. Bán hàng như nào? Cái này của em bán hàng là khó nhất. 100% là bán hàng qua web. Có online, tỷ trọng các kênh. 80% là đến từ Facebook. Chạy quảng cáo. Quảng cáo, rồi. Sử dụng KOL. Ngoài trên kênh website và Facebook thì Hộp Háo Hức cũng có lên tất cả các sàn thương mại điện tử lớn nhất hiện giờ tại Việt Nam ạ. Chi phí thu hút một khách hàng là bao nhiêu? 30-45 nghìn. Tỷ lệ khách hàng của Hộp Háo Hức hiện tại bây giờ là 65% mua hộp lần đầu tiên. Thì tháng sau hoặc là 2 tháng sau nữa họ sẽ mua tiếp cái gói dài hơn. Tức là 65% sẽ là returning customer. Đúng ạ. Họ có quyền hủy không? Họ có quyền hủy bất kỳ lúc nào. Vậy bao nhiêu phần trăm hủy? Tỷ lệ hủy bây giờ rất thấp, 2.5% là maximum. Anh hỏi câu này hơi khó này. Ít startup trả lời được cái câu này. Đó là em đã tính cohort để ra được lifetime value của một khách hàng của mình hay chưa? Để mà tính được cái câu chuyện đấy thì mình cần phải có một cái app. Một cái app để có thể đo lại cái độ return của họ. Thì hiện tại bây giờ đấy là kế hoạch mà sau này Hộp Háo Hức sẽ không phải là đầu tư. App. Không nhất thiết cần app thì cần để làm cái đó phải không? Mình đã biết bao nhiêu đăng ký, bao nhiêu người hủy là mình có thể tính ra. Cái này chia sẻ cho các em cũng là chia sẻ cho nhiều startup khác một cái bài học về startup. Đặc biệt là startup mà bán hàng bằng công nghệ, đó là tính lifetime value, tức là tính cái giá trị của vòng đời một khách hàng. Khi mà khách hàng người ta bắt đầu mua hàng của em cho đến lúc người ta thôi, người ta không dùng dịch vụ của em nữa, người ta sẽ đem lại bao nhiêu doanh thu. Thực ra là em sẽ đưa các cái mã tracking code vào tất cả các cái link mà người ta mua hàng. Và sau đó tính ra được một khách hàng theo từng tháng. Mà những cái startup nào ấy mà tính được lifetime value của một khách hàng là tương đối ổn định ấy, thì các nhà đầu tư rất thích. Lý do là người ta dự đoán được luôn tương lai là ok, chi phí lấy khách hàng CAC, Customer Acquisition Cost là bao nhiêu. Xong rồi với một khách hàng đấy, ví dụ em mất là $2 để lấy một khách hàng, nhưng mà lifetime value của họ sẽ đem lại cho em là $200. Thì như vậy là một startup rất tốt. Hộp Háo Hức có cái số liệu về lifetime value đấy, nhưng mà nó không phải là nó phổ quát cho tất cả các khách hàng. Chỉ có một vài những cái khách hàng mà họ thường xuyên họ quay trở lại thì mình mới track được. Thì thế mới phải tính trung bình. Em có bao nhiêu khách hàng tất cả với cái doanh số 44 tỷ này? Một năm có khoảng 85.000 đơn hàng thì có khoảng 65.000 khách hàng. Nó không phù hợp với lại cái tỷ lệ return của em là 65% là return. Ví dụ một khách hàng mà mua subscription 6 tháng thì em tính là sẽ là 6 đơn. 6 đơn hay là 1 đơn? 1 đơn. Ok. Nhưng mà phải tách ra. Trong cái nghiệp vụ kế toán thì các bạn vẫn tách được.
Nhưng mà khi mình ghi nhận nó là một đơn hàng thôi thì mình vẫn ghi nhận nó theo gói. Cái khó khăn nhất của các bạn bây giờ là gì? Rất nhiều bố mẹ, rất nhiều khách hàng là chỉ tập trung ở các thành phố lớn thôi. Vượt ra khỏi bán kính độ khoảng 25 km từ trung tâm thành phố thì cái tỷ lệ đấy nó giảm đi rất là nhiều. Em cũng đang vận hành một cái trải nghiệm tên là Làng Hào Hức và em tiếp xúc với những bố mẹ ở xung quanh cái làng đấy. Họ không nghĩ rằng là đầu tư 200.000 cho con mình một tháng để có sách là cái thứ quan trọng hơn những cái việc khác của họ. Thậm chí là mình mang cái hộp mình đến tặng cho họ, họ mang cho con họ, nhưng mà họ không chơi với con họ. Xét về mặt phân tích hành vi ấy, thì anh xin chia sẻ thẳng này, không phải là bố mẹ tiếc gì của con đâu. Các bậc bố mẹ Việt Nam, cha mẹ Việt Nam là một trong những bậc cha mẹ thương yêu và chiều con nhất trên thế giới. Có thể là do các em bị đánh sai tập khách hàng. Cái tập khách hàng của em chạy là qua Facebook, là như vậy là nhắm vào đối tượng là bố mẹ. Đúng nhưng chưa đủ. Bố mẹ là người chi tiền, nhưng người quyết định mua ấy là trẻ con. Con gái như anh thì rất nhiều lần anh mua đồ chơi mà bạn ấy cần. Thông qua đâu ạ? Là thông qua việc là bạn ấy bảo là bố mẹ em mua cho con cái này. Đúng rồi. Đúng ạ? Nên là đối tượng khách hàng chính của em phải là bọn trẻ con. Mà em muốn như vậy thì em phải thiết lập các kênh marketing nhắm đến đối tượng trẻ con, là xây dựng các cộng đồng cho bọn trẻ con. Trẻ con bây giờ chủ yếu xem YouTube thôi, đưa các nội dung fun fun hấp dẫn lên đấy, xong rồi build lên 1 triệu, vài triệu subscriber là bọn trẻ con, và xong rồi em lồng những cái nội dung này và em bán. Thì đấy là một cái lời khuyên, riêng cái lời khuyên đấy là chỉ ra 1 triệu đô rồi. Em rất là đồng ý với việc xây dựng cộng đồng, và thực tế là trước khi có Hộp Hào Hức ấy, thì bản thân em cùng với các cha mẹ tâm huyết với giáo dục đầu đời đã xây dựng một cộng đồng làm cha mẹ có tên là Mầm Nhỏ, định hướng là làm thế nào để giúp cha mẹ có thể nuôi dạy con thật là văn minh, thật là khoa học. Tuy nhiên thì cái tỷ trọng sách với cả đồ chơi chiếm tỷ trọng lớn trong cái Hộp Hào Hức này lại là của các bạn từ 0 đến 6 tuổi. Đây là cái giai đoạn mà bọn em muốn thông qua educate, việc educate phụ huynh để chính phụ huynh sẽ là người trực tiếp chơi và đồng hành cùng với con. Bởi vì nếu mà chỉ mua một cái Hộp Hào Hức này rồi về đưa cho con bảo con tự chơi, tự đọc sách đi thì không thể. Thế nên là cha mẹ bắt buộc phải dành thời gian đọc sách cùng con, bắt buộc phải dành thời gian ngồi lại để chơi các cái trò chơi như là trò chơi An Kê Kìa cùng với con. Cũng tranh luận với Sắc Bình một cái là tôi cũng có một cái startup đồ chơi thông minh cho trẻ em. Một trong những mục tiêu của tôi là kéo trẻ con rời xa khỏi TV và điện thoại. Thế nếu mà lại quảng cáo trên YouTube nữa thì vô hình chung lại kéo các bạn ấy vào YouTube. Và bản thân những cái tương tác với màn hình đã khiến cho thị giác rồi não rồi cái thứ tập trung quá cao. Tức là bởi vì nó quá hấp dẫn, cho nên các bạn tập trung quá cao và như vậy não sẽ có vấn đề phát triển không bình thường. Mà nhiều lúc là sẽ rơi vào tình trạng là các bạn ấy không nhận thức được cái những cái gì xảy ra xung quanh, gọi không thưa. Không khuyến khích trẻ con dùng quá nhiều, nhưng mà chúng ta là người kinh doanh ấy, chúng ta không thể chối bỏ được một thực tại. Đó là hiện nay phần lớn thời gian của phần lớn trẻ con đang vào iPad và YouTube. Cắt ngang lời Bình một chút thì chị cũng rất là đồng tình với câu chuyện của Sắc Hưng. Chị rất thích khi nói về sách, mà nhất là các em lại đang là giúp cho các bạn trẻ và giúp cho các bố mẹ để trở về với câu chuyện chúng ta gần gũi với sách, để thoát ra chuyện là cầm cái màn hình. Chị ủng hộ và khích lệ các em. Thì nói chung là chị rất là thích cái mô hình này. Thấy được là mình đã chạy được rồi, và bây giờ mình chỉ cần phải tìm cách để tăng quy mô. Thì hồi nãy Sắc Bình có nói cái quan điểm là phải tìm đúng cái khách hàng, thì đồng ý với các bạn là phải đánh vào phụ huynh. Nhưng với phụ huynh á, cái điểm tốt ở đây là mình đã có những bạn ở thành phố lớn rồi. Và thành phố lớn nếu mình cộng lại hết cũng ít nhất 3-40 triệu người, phải không? Thì với chị mình chưa quan tâm về những người phía ngoài thành phố, phải không? Thì mình cứ tập trung vào những cái khách hàng mà họ tự động họ tới mình rồi, organic. Rồi mình cứ tìm thêm, tại vì 40 triệu người cũng là khá nhiều. Những cái yếu tố này rất là thú vị và chị muốn tham gia. Thì chị quyết định là 8 tỷ cho 40%. Cảm ơn Sơn Linh ạ. Chị đang muốn hỏi để chị cũng chốt luôn. Các em đang bán tốt rồi, đang làm rất tốt như thế này, các em cần gọi tiền vào làm gì? Nếu như gọi vốn thành công, cái việc đầu tiên là bọn em sẽ làm đấy là cải thiện cái trải nghiệm của khách hàng để khách hàng có thể quay trở lại. Việc thứ hai là trong 2 năm vừa rồi bọn em cũng nhìn thấy vấn đề là nếu như mà chỉ dựa vào digital, cái chi phí marketing nó sẽ rất là lớn, sẽ phải chuyển dịch dần qua các cái sàn khác. Cái thứ ba là cái cost of goods sold, cái chi phí nguyên vật liệu rất là lớn. Team R&D sẽ phải phát triển đủ mạnh để có thể mua được bản quyền của các sách nước ngoài. Và cái cuối cùng, dành ngân sách để bổ sung cho cái hoạt động kinh doanh và marketing truyền thông. Cái sản phẩm này là các bạn đi mua những cái sản phẩm đã có sẵn xong bạn cho nó vào thành set đúng không? Vào thành hộp đúng không? Cho đến bây giờ thì khoảng 50% mua từ các nhà xuất bản, và 50% còn lại là hợp tác với các tác giả của Việt Nam. Ngoài việc bán những cái hộp này, Hộp Hào Hức còn như là một đơn vị phát hành sách. Chúng tôi có
hợp tác với các họa sĩ rồi các tác giả trong nước cũng như là đàm phán mua bản quyền sách chất lượng của các nhà xuất bản nước ngoài để làm như thế nào để nâng cao cái tỷ trọng sách tự nghiên cứu và sản xuất. Bạn đã đầu tư tổng số đến thời điểm này là bao nhiêu và bao nhiêu vốn chủ, bao nhiêu vốn vay? Vốn pháp định là 3 tỷ, không vay. Có bao nhiêu cổ đông? Không có cổ đông ạ, chỉ có một chủ ạ. Ai? Là bạn Trang ạ. À, Trang làm chủ à? Công ty trách nhiệm hữu hạn em một mình tôi đấy. Em là CEO ạ. Và mình có bao nhiêu nhân viên ha? 20 nhân viên. Bây giờ vốn chủ biến động thế nào rồi? Tại thời điểm hôm nay? 4 tỷ rưỡi lãi cộng với 3 tỷ là 7 tỷ rưỡi. 7 tỷ rưỡi và giá trị bây giờ bạn đang là 70 tỷ. Dạ. 72, khoảng 72 tỷ là pre-money. Tổng vốn góp cộng với lại thặng dư vốn giờ là khoảng 7 tỷ rưỡi. Bạn đang gọi là khoảng 10x. Năm 2022 bạn dự kiến doanh thu và lợi nhuận bao nhiêu? Doanh thu năm 2022 dự kiến sẽ là 25 tỷ và lợi nhuận sẽ là 5 tỷ rưỡi. Liệu có đạt được không? Bây giờ nửa năm rồi. Chắc chắn là sẽ đạt được. Không có gì chắc chắn cả. 99,99% không phải là chắc chắn. Bọn em không hề bỏ một đồng vốn nào vào cả. Ngay khi start là đã có đủ đơn hàng và đã có đủ để có thể run cái business này. Nếu như không có 2 năm Covid vừa rồi thì chắc chắn cái 3 tỷ kia cũng không cần bỏ vào luôn. Bởi vì ngay khi mà mọi người đặt hàng là mọi người đã đặt những cái gói dài hạn và trả trước chi phí cho nguyên cả cái khoảng thời gian đó. Bây giờ anh hỏi Trang là người founder thì tự em được đánh giá là cái thành công này của em là nhờ vào yếu tố nào? Mọi người vẫn nói là tại sao em là MC truyền hình đã có hình ảnh sẵn rồi, tại sao em không đi bán những cái đồ thời trang hay là mỹ phẩm hay là những đồ cho mẹ và bé, nó rất là nhanh, có lợi nhuận, lại tận dụng được cái hình ảnh của mình, lại đi làm một cái sản phẩm khó rồi vận hành nó cũng rất là phức tạp như thế này. Tuy nhiên thì em nghĩ là cái cách chọn mô hình và chọn sản phẩm rất là quan trọng. Bản thân em có 4 em bé. Từ khi mà có con ấy, em rất là đam mê với cái việc nuôi dạy con. Và đặc biệt là khi mà em đi du học ở Mỹ ấy, thì em quan sát là học sinh Việt Nam có một điểm rất là thiệt thòi so với học sinh quốc tế. Đấy là mình không có văn hóa đọc ở trong gia đình, không được khuyến khích đọc sách từ nhỏ. Thế nên là vốn hiểu biết xã hội lẫn cái kỹ năng đọc là mình gần như là thua so với tất cả các bạn đồng trang lứa khi mình đi học với mình. Nếu mà bố mẹ ngay trong gia đình đã không có thói quen đọc sách thì làm sao mà có thể tạo được cái không khí đọc sách và khuyến khích con cái đọc sách được. Thế nên là em rất là muốn thay đổi cái điều này. Em muốn là em bé nào của Việt Nam cũng sẽ được bố mẹ đọc sách từ khi còn rất là nhỏ, được quan tâm, được chia sẻ, được trao đổi tất cả những chủ đề. Chị cũng rất thích đông con, em còn rất trẻ mà em nói là em có tới 4 người con là chị cảm thấy là rất là nể em đấy. Em là 7 năm 4 bạn đấy ạ. Đấy. Hơi bị nước rút. Thì cái đấy là chị cũng rất là yêu. Chị với Trang chắc chắn là chúng ta sẽ bùng nổ để cho tất cả các phụ huynh giúp cho con em mình yêu sách và đọc sách. 8 tỷ cho 49%. Em vẫn điều hành và chị sẽ hỗ trợ tất cả những cái gì mà em đang thiếu. Và chị em mình làm sao lan tỏa cái vấn đề đọc sách, thậm chí không phải chỉ tuổi của các em đâu, mà kể cả cho phụ huynh. Đó. Đấy là cũng là điều em mong muốn đấy ạ. Thứ nhất là tôi rất là đánh giá cao cái mô hình kinh doanh này của các bạn ở hai khía cạnh. Một là về sản phẩm, là một cái hướng sản phẩm mà tôi bản thân cá nhân tôi cũng rất là cần. Thứ hai là đánh giá cao về mô hình kinh doanh của các bạn, gần như là không cần vốn, các bạn làm online 100% mà đã tạo ra được những cái doanh thu khá ấn tượng. Nhưng mà bạn lại đưa ra một cái mức vốn kêu gọi ở đây nó về mặt dòng tiền và đầu tư thì tôi lại không nhìn thấy lắm cái sự hấp dẫn đối với tôi ở góc độ là nhà đầu tư. Và thực ra thì cũng để tránh cái chuyện là có thể conflict sau này với những cái sản phẩm tương lai của tôi đưa ra, cho nên là tôi từ chối đầu tư điều này. Tất nhiên cái lĩnh vực này thì anh thấy là nó về mặt ý nghĩa xã hội thì nó rất là tốt. Tuy nhiên thì cái nâng cao quy mô thì anh nghĩ là nó cũng ở một mức độ, chính vì vậy nên ở góc nhìn đầu tư thì nó hơi nhỏ với anh nên chính anh quyết định không đầu tư. Nhưng anh có thể là khách hàng của em khi nào mà em một là có một sản phẩm cho lứa tuổi U60, lứa tuổi trên 20, hoặc là đợi khi anh có một cái đứa nó nhỏ hơn thì anh sẽ tham gia khách hàng của bọn em. Chờ anh có thêm đứa nữa. Thực ra là 50 vẫn háo hức mà. Các bạn hy vọng gì ở tôi? Đấy là một cái hệ sinh thái về công nghệ và kinh doanh online. Thì các em cũng hiểu là anh là người có nghề trong cái lĩnh vực là bán hàng online. Thì có thể hỗ trợ các em về mặt grow ra khu vực Đông Nam Á. Đấy, bấm nút cái là hàng của em ship vào kho ở Malaysia, Indo thì là có thể là triển khai được ngay. Và đặc biệt là cái mùa năm nay ấy, thì một trong những khẩu vị đặc biệt của anh đó là đầu tư vào các startup D2C. Đối với startup, càng nhiều tiền càng hư. Chỉ cần vừa đủ tiền, nhưng quan trọng nhất là người đồng hành và hỗ trợ. Thì anh không muốn là các em nhìn nhận vai trò của anh như là kiểu một nhà đầu tư, mà thay vào đó mình nhìn nhận như là một vai trò của một co-founder đến muộn ấy.
Với các cái chia sẻ như thế thì anh chốt deal rất là nhanh, là anh offer em số tiền đầu tư là 8 tỷ, 35% cổ phần. Cho chị bổ sung tí nha. Có cái két vàng kia kìa, có cái két vàng. Với bên chị ấy, mỗi năm không có đầu tư nhiều, thì vì vậy có thể dành thêm thời gian để đồng hành với từng cái startup. Và tiếp theo khi mà mình gọi vốn lần này, mình cũng sẽ muốn gọi vốn tiếp theo. Thì ngay lúc này chị cũng là cố vấn cấp cao của Open Space Ventures, là một quỹ đầu tư ở bên Sing có 650 triệu đô để huy động. Thì nói chung là muốn mở rộng thị trường ở Đông Nam Á là không phải khó đối với chị. Thì chị có thể giới thiệu qua nhiều cái quỹ khác nữa. Chị đổi cái offer nha, là 8 tỷ 30%. Bọn em mong muốn các shop cùng tham gia. Không, chị là chỉ có thích một mình. Mà các bạn động một tí là phải vươn ra thế giới, mà trong khi đó chúng ta ở Việt Nam chúng ta chưa có gì cả. Học sinh, phụ huynh còn rất thiếu thông tin. Cái mà các bạn phải nghĩ rằng là chúng ta phải có trách nhiệm với cộng đồng của mình trước cái đã. Mình chưa khỏe làm sao mình đi giúp người khác. Sharkling nói rất đúng là mình phải có trách nhiệm với cộng đồng. Thì ngay lúc này chị cũng đã đang ra nhiều cái nội dung rồi để giúp cộng đồng khởi nghiệp và cũng để giúp các bạn trẻ phát triển sự nghiệp. Thì chị cũng dễ dàng ra thêm nội dung để giúp các phụ huynh, các bà mẹ hiểu biết cách để mình dạy. Chị thì không đua theo hai xác để hạ tỷ lệ. Quyền được lựa chọn là các em chọn cho đúng. Tinh mắt và cảm nhận bằng trái tim mình. Em đề xuất 12 tỷ cho 15% cổ phần. Và em cần có sự đồng hành của ba xác. Nếu mà nói thế thì tôi không đồng ý. Tôi vẫn giữ quan điểm của mình. Khi nhốt ba con hổ vào chung một cái chuồng, cái chuồng nó phải to một tí như cái vườn bách thú ấy, thì mới nhân nhốt. Con của mình có một cái cũ nhỏ nhỏ này, nhốt ba con đùa vào. Đấy, như Sắc Phú nói, chúng tôi sẵn sàng đồng hành. Bởi vì nếu với giá trị nhân văn, thế nhưng mà đã nói đến tiền bạc thì nên chấm dứt tình cảm. Đúng đó. Tiền và phần mình, ai tình, dứt khoát. Tôi có thể điều chỉnh xuống 8 tỷ cho 30%, giống như Sắc Linh. Đấy, để đưa cho các bạn quyền được lựa chọn. Em xin đưa ra offer cuối cùng như thế này, 8 tỷ cho 20% cổ phần. Bọn em vẫn mong muốn là có hai xác đồng hành. 8 tỷ 25%. Nếu mà hai người là phải 30, phải không? 20, 30, 15 mới đáng chứ. Đúng, 15, 15. 10 tỷ cho 30% chị Linh và đồng ý. 10 tỷ cho 30% và các bạn có cả hai xác. 8 tỷ cho 20% là điều cuối cùng ạ. Thấy đắt ạ? Đắt à? Nếu mà deal riêng thì maximum thì tôi có thể đồng ý là 8 tỷ cho 25%. Cái giá trị mà chị có thể mang đến nó cũng bằng hoặc hơn cái của Shark Cabin. Thì các bạn hãy cân nhắc. Cái gì bạn cần nhất vào tại thời điểm này? Phương án cuối cùng của bọn em vẫn là 8 tỷ cho 20% và bọn em xin phép được đi cùng với Sắc Bình. 8 tỷ 20% rồi tính phát nhé. Giá trị doanh nghiệp 32 tỷ. 32 tỷ. Bạn có cam kết KPI không? Cam kết KPI ạ. Nếu mà không đạt được kế hoạch kinh doanh thì sao? Nếu không đạt được kế hoạch kinh doanh thì bọn em sẽ trả lại tiền đầu tư cho Sắc. Gọi là có put option. Cảm ơn tất cả các shark ạ. Hello everyone, my name is Quang Phuc. It's been an honor to be here. Well, I have questions for you today. Is English media good or bad? Is English tsunami washing away other languages? Not likely. English is the world's second language. Your native language is your life. But with English, you can become part of a wider conversation, a global conversation about global problems like climate change or poverty or hunger or disease. English represents hope for a better future. A future where the world has a common language to solve its common problem. Thanks for listening. Do you understand? Yes, I get it. Do you understand? I don't understand. Do you understand? Yes, I little. Do you understand? Sorry. Can you repeat that, please? Bây giờ nhân vật chính mới ra. Rất là cảm ơn các bé với tiết mục vừa rồi. Em xin chào các shark. Em tên là Trúc Thi, đến từ Tiếng Anh Diệu Kỳ Học viện Nghệ thuật. Và em đến đây để mở một cơ hội đầu tư đến với các shark với chi phí 5 tỷ cho 25%.
Thưa các sếp, chúng ta rõ ràng nhìn thấy thực tế có nhiều bé học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3 đến đại học luôn. Chúng ta mất mười mấy năm để học tiếng Anh, nhưng hỏi ba câu đơn giản không biết trả lời. Với 20 năm kinh nghiệm làm giáo dục, em đặt một câu hỏi lớn, vì sao nó là như thế? Sau một thời gian tìm giải pháp thì em mới thấy được đây là năm yếu tố, nó chính là vấn đề và nó cũng chính là giải pháp liên quan đến não bộ, tâm lý, văn hóa, kỹ năng và tự huyệt. Nếu chúng ta giải quyết được một trong năm yếu tố này, đó là giải quyết vấn đề làm sao để các bé có thể nói được một cách dễ dàng. Và chúng tôi muốn được hỏi các sếp, với thứ một vừa rồi, theo các sếp, các bé học mất bao lâu? Bé lớn hay bé bé em? Nhóm nhỏ và nhóm lớn không ạ? Bạn lớn này thì anh nghĩ là chắc phải 5 không? Dạ, một buổi. Một buổi. Các sếp thấy điều này như thế nào? Một buổi từ lúc chưa biết gì. Để em nói hết. À. Khi mà thắc mắc về điều đó và với một người có nhiều năm kinh nghiệm cũng như trực tiếp giáo dục, em thấy tại sao cái điều này nó diễn ra và em đã nghiên cứu ra phương pháp này. Khi nghiên cứu ra được một phương pháp này, nó mất rất nhiều thời gian. Khi mà tìm ra được cái giải pháp, em rất là run. Em nói bây giờ mình sẽ làm cái gì trước? Em bắt đầu làm việc với luật sư. Luật sư mất 3 ngày để chất vấn. Sau đó luật sư nói: Thi ơi, đây là một phát minh sáng chế và em có thể đăng ký phát minh này ở Mỹ. Luật sư đưa ra những quy trình giúp em việc đó. Bây giờ em viết quy trình nhân bản. Và không chỉ những bé này đâu, tất cả mọi người từ 1 đến 3 buổi, nếu không nói được tiếng Anh, không diễn kịch được tiếng Anh, không diễn thuyết được tiếng Anh, em trả tiền không cần lý do. Và tại sao có một phương pháp này? Đây là những bức tranh, em là người trực tiếp vẽ. Vì vậy, em hiểu cái màu sắc thực sự kích hoạt não bộ như thế nào. Đây là sách, em là tác giả. Một quyển dành cho phụ huynh trong việc giáo dục trẻ em, một quyển dành cho doanh nhân. Vì em có rất nhiều năm đào tạo từ thiếu nhi đến doanh nhân ở lĩnh vực chuyên môn của mình, nhưng mà chưa dừng lại ở đó. Em là biên đạo múa và em đã biên đạo trực tiếp dàn dựng cho rất nhiều công ty tập đoàn từ lúc em còn sinh viên. Vì em là người tốt nghiệp trường múa nên em hiểu về ngôn ngữ hình thể, nó ảnh hưởng và nó kích hoạt não bộ như thế nào làm cho người ta nhớ, nhưng mà vẫn chưa dừng lại ở đó. Em có nhiều năm làm biên tập viên MC ở đài truyền hình và em có kinh nghiệm sản xuất chương trình truyền hình. Em hiểu về cái hình ảnh nó kích hoạt, nó làm sao cho cái cảm xúc người xem như thế nào thì nó liên quan về não bộ. Và cái điều đặc biệt, em cứ nói đi, em vẫn chưa thấy thỏa mãn. Vì em muốn tìm được một cái câu giải đáp thỏa mãn, em đi hơn 20 nước để em nghiên cứu về con người, về văn hóa, về giáo dục. Em là người chơi được piano và em có khả năng sáng tác. Vì vậy em sáng tác gần 100 bài hát chỉ để học tiếng Anh. Nhiều người nói rằng thi các bài hát tiếng Anh đó thì có rất nhiều bài hát nổi tiếng trên thế giới để học tiếng Anh. Em nói no. Gần 100 bài hát đó chỉ để học tiếng Anh là một sự tính toán trong vấn đề sáng tác, chứ không đơn giản là một cảm xúc như những bài hát mà em thường sáng tác. Em là người được học nhiều và cũng là người đi đào tạo nhiều. Vì vậy em hiểu được tâm lý của người học cũng như tâm lý của người dạy. Nhưng mà chưa dừng lại ở đó. Em ơi, sorry, chị mất kiên nhẫn rồi. Em có thể nói cụ thể hơn cho chị một cái ví dụ là lý thuyết em vừa mô tả đó là thế nào để cho mình dạy một đứa bé. Đi vào thẳng vấn đề đi. Dạ, khi mà chia sẻ về cái phương pháp này, thật ra em phải mất 5 tiếng đồng hồ em mới giải thích hết được cái điều này với luật sư. Bởi vì tất cả những điều đó nó đều liên quan hết để làm sao chúng ta có thể học dễ dàng. Thứ nhất, não bộ tiếp thu dễ dàng. Thứ hai, văn hóa. Và thứ ba là tâm lý. Người ta cứ chăm chăm vô cái nói không được chắc là lý do gì. Mình dừng với cái lý thuyết ha. Mô tả giùm chị hoặc là dạy chị đi ha. Giả sử chị là học sinh đi ha. Dạy chị dùng những cái bức tranh hay là những cái ý tưởng hồi nãy em vừa mô tả đó. Dạy chị một cái câu nào đó đi. Mà chỉ trong một buổi mà có thể thuyết trình được bằng tiếng Anh. Dạ. Anh nghe nó hơi ngáo ngáo sao đấy. Dạ. Có 8 loại hình thông minh của con người. Vì vậy trước khi em muốn chia sẻ với khách sát, em phải tìm hiểu là loại hình thông minh vượt trội của khách sát là gì. Nó giống như là bắt mạch rồi mới cho thuốc, chứ không thể nào mà vô thấy chọn được. Chị, chọn rồi bắt mạch cho chị Linh. Giả trước đi. Giả sử chị là một cái nào đó đi. Bây giờ em bắt cho chị Linh rồi bắt cho chị. Hoặc là nói check Linh. Nói chị dạ, Linh cho nó chuẩn luôn. Dạ, không biết Sắc Liên có thích âm nhạc không ạ? Không thích. Sắc Liên có thích được diễn xuất hay không? Không luôn. Chị đang không thích gì cả. Chỉ thích mỗi kiếm tiền thôi. Dạ. Nếu Sắc Liên là một người lớn thì em sẽ dùng và hỏi cách khác. Không, còn bây một... giờ chị đang là người lớn thì trực tiếp vào chị đi, đừng nếu nữa. Vậy thì Sắc Liên có muốn học tiếng Anh không? Đương nhiên là có. Vậy Sắc Liên thích điều gì? Thích học tiếng Anh để kiếm tiền. Thích kiếm tiền và học tiếng Anh. Rồi, vậy thì em sẽ dạy Sắc Liên qua âm nhạc. Thế bây giờ bật một âm nhạc đi xong dạy chị thử xem. Dạ, ví dụ cái bài vừa rồi. Do you understand? Yes, I get it. Do you understand? I don't understand. Ví dụ đó là những giai điệu. Lúc đó cộng với cái không khí, cái người dạy sẽ làm cho Sắc Liên cảm thấy rất là thú vị, bị cuốn vào. Em đã gặp gỡ rất nhiều những bé nghe tiếng Anh là phản đối liền. Bởi vì trong cái não bộ tiềm thức đã không thích. Tại sao em nói là 5 yếu tố? Tại vì mình phải biết yếu tố của người không thích học hoặc là không đạt hiệu quả nó nằm ở yếu tố nào thì mình giải quyết yếu tố đó. Do you understand?
em có gì khác biệt hơn để mời các sát đầu tư vào cho em? Em rất thích câu hỏi của sát liên để cho em có cơ hội được chia sẻ. Em đi vào trọng tâm nhá. Dạ, sau một buổi học em cho ra kết quả ngay và luôn. Và tất cả chương trình học của em có giấy cam kết sau 1 đến 3 buổi học sát không nói được tiếng Anh, không hát được tiếng Anh, không diễn thuyết, em trả lại tiền không cần giải thích. Ví dụ như chị chẳng hạn, vấn đề không phải là tiền mà là thời gian. Vậy thì bây giờ em phải có cái gì nổi trội hơn? Ví dụ như vừa xong em nói bài hát em cho chị hát, từ bây giờ chị chưa nhập được vào đầu đó. Dạ, thì bây giờ khi mà em hát xong sát liên phải lặp lại cái điều đó. Không thì em vừa dùng cái phương pháp chị không thích và em buộc chị phải thích trong vòng có một nốt nhạc vừa xong em nói đúng không? Em phải thuyết phục để chị không chứ? Khi mà sát liên đề nghị em biết sát liên thích chứ không phải là không thích. Vậy thì không, chị mình... không thích thật đấy. Từ bây giờ em thuyết phục chị là chưa được mà. Thì em nói quá thì dùng bức tranh đi. Chương trình của em là học tiếng Anh qua nghệ thuật chứ không phải bức tranh. Những cái đấy thì hiện tại ở bên ngoài thị trường có không? Hay dạ, là chỉ một mình em dạ, có? Dạ, nhưng mà không ai dám đảm bảo là sau một buổi có thể làm được kết quả. Giống như tiết mục vừa rồi các sát vừa xem. Và chỉ em duy nhất ở Việt Nam dám có một giấy cam kết. Và các sát có tin rằng khi mà người ta đến học á, nhiều người còn nói với em: Thi ơi, sao chị có thể làm được điều này? Em nói thật ra, bởi vì chị giỏi, chị thông minh. Chúng ta có 8 loại hình thông minh thưa các sát. Vì vậy khi mà cái người nào có loại hình thông minh nào, mình phải đánh vào tâm lý loại hình thông minh của người đó. Em có bao nhiêu học sinh rồi? Dạ hiện nay số lượng em là khoảng gần 50 học sinh ạ. Đang có hay là tất cả từ trước đến nay? Dạ không, em đã huấn luyện cho rất nhiều những tài năng nhí Việt Nam và có cả ngàn học sinh ạ. Ngàn học sinh đó là các lĩnh vực khác chứ không phải tiếng Anh đúng không? Lúc đó là em chỉ làm tất cả lĩnh vực về nghệ thuật thôi. Em thấy được tại sao người ta học tiếng Anh quá nhiều nhưng mà số lượng sử dụng lại rất ít, thì em nghiên cứu tất cả mọi nguyên do. Phát minh học tiếng Anh giống như em đang trình bày đấy. Em đã được công nhận chưa? Em chưa được công nhận. Cái người học là người công nhận, bởi vì sau khi kết thúc buổi học sẽ thấy ngay kết quả. Em dạy tiếng Anh này bao lâu rồi? Cái này thật ra không phải là lúc đầu, không phải là em là người dạy tiếng Câu Anh. Câu hỏi đơn giản thôi, em dạy tiếng Anh bao lâu rồi? Dạy cái phương pháp này em dạy 1 năm rồi ạ. 1 năm mà em có 50 học sinh. Dạ đúng. Thì hồi nãy em nói là không có ai mà dám cam kết trả tiền đúng không ạ? Dạ. Cam kết trả tiền không nghĩa là mình thành công. Nếu mà cả chục ngàn học sinh đi thì anh sẽ tin em, nhưng chỉ có 50 học sinh. Khi mà em tìm ra cái phương pháp này sau một buổi đã thấy kết quả, thì em nghĩ là chúng ta không nên bắt đầu dạy từng người. Em bắt đầu viết quy trình nhân bản, bởi vì em biết nó sẽ bùng nổ. Thử 3 ngày thôi, các bé đứng thuyết trình như thế nào. Thôi thử bé Liên gần 60 tuổi đi. Dạ, thì em nghĩ chắc Liên thử cho em một cơ hội. Không phải thử chị thật luôn, nhưng bây giờ em phải chứng minh được cái đấy để cho tất cả các sát hiểu được cái phương pháp. Thế của em không, chưa hiểu được cái phương pháp của em. Em cái đang phương nói pháp gì? Mà em nói từ bây giờ dẫn trời, dắt trời, mà thực ra các sát vẫn chưa hiểu. Tức là bạn nói rằng là cái của bạn mà phải mất đến 5 tiếng đồng hồ để giải thích cho luật sư, mà tôi cũng cho rằng là một luật sư là cũng là thuộc dạng có trí thông minh cao. Thế mà 5 tiếng đồng hồ mới hiểu được thì bây giờ làm sao mà các sát đây hiểu nổi. Tôi đồng ý rằng là sẽ có tới 8 loại trí thông minh của con người ta. Và đầu tiên là bạn phải phân loại học viên của mình là thuộc cái nhóm loại trí thông minh nào đúng không? Cái đó là một phần. Có nhiều người loại hình thông minh này nhưng mà họ bị vướng ở phần tâm lý thưa các sát. Thật ra trong quá trình này rất nhiều cái trung tâm đơn vị tìm đến em, nhưng em nghĩ chưa đến lúc, vì em đang muốn tìm đúng người em cần để cùng kết hợp với em. Vì thứ nhất kết quả em đảm bảo. Từ bây giờ là em giới thiệu về những cái tài của em rất là nhiều ấy. Bây giờ chị hỏi em một câu là cái mà nổi trội nhất của em bây giờ hiện tại là cái gì? Hiện tại là em giải quyết vấn đề rất lớn của thị trường. Có kết quả chưa? Đã rất nhiều kết quả nên em mới tự tin đứng đây. Số lượng mới có 50 mà. Dạ không, bởi vì em không muốn nhiều. Thôi đừng nói về phương pháp nữa. Thực ra tất cả những điều bạn nói theo quan điểm cá nhân của tôi, với hiểu biết nông cạn của tôi, những cái điều này trong giáo trình về tâm lý học giáo dục có nói rất cụ thể rồi. Làm sao để người ta tiếp thu được một cái lượng thông tin thông qua hình ảnh, thông qua bài học, làm sao tác động vào não bộ người ta để mà có một cái phản xạ ngược lại, đặc biệt là vấn đề học ngoại ngữ chứ không phải bây giờ mới nghiên cứu. Chỉ có điều là cái phương pháp bạn nó uốc hay không, và uốc hay không nó thể hiện ở cái chuyện là bạn có bao nhiêu học viên và doanh thu bao nhiêu. Tại sao bạn mới có 50 học viên trong một năm mà bạn lên đây gọi 5 tỷ cho 25%, tức là giá trị doanh nghiệp tới 15 tỷ free money? Bởi vì khi mà em tìm ra một phương pháp, nó mất rất nhiều thời gian công sức và em hiểu về thị trường. Bạn trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi, bạn rất lan man. Có bao nhiêu học viên, có bao nhiêu tiền? Có 50 học viên và một khóa của em là 10 triệu 3 tháng học online. Bán được 50 khóa rồi, tức là bán được 500 triệu. Dạ đúng ạ. Một mình bạn tự dạy? Dạ không. Có giảng viên khác? Dạ có. Trả cho mỗi giảng viên bao tiền? Lỗ lãi nào? 10 triệu doanh thu của một học viên đó thì chi phí mất bao tiền? 200 ngàn một buổi ạ. Tổng một năm em lời khoảng 300 triệu. Trở lại cái câu hỏi của anh Hưng là một khóa học là 10 triệu đi ha. Vậy tiền lời của mình cho từng khóa học là bao nhiêu? Tiền lời cho từng khóa học thì nó tùy vào số lượng học viên ạ. À, tức là một giảng viên có thể dạy nhiều, tôi hiểu rồi. Ví dụ như là 10 triệu một học viên mà một lớp khoảng 500 học viên thì lãi chắc rồi đúng không? Thật ra cái đó không phải là cái em mong muốn. Cái em muốn là em tìm được một người mà có thể hỗ trợ em để lan tỏa được việc này nhanh nhất. Thì cho chị hỏi là hiện tại đội của em bao nhiêu người? 10 người ạ. Em ước gì em có rất nhiều thời gian, em sẽ trả lời từ gốc đến ngọn cho các sát. Bây giờ chúng ta nhìn lại thị trường đi. Tại sao có rất nhiều người học và không có kết quả? Và em tìm ra tất cả mọi nguyên do vì sao nó là như thế. Chị hiểu cái ý của em. Như cái lo lắng của chị không phải là cái cách mình dạy. Vấn đề của chị là về vận hành. Nghĩa là ngay lúc này không biết là em có đội để đủ khả năng để mở rộng thị trường hay không. Thưa
Chắc Linh, em muốn chia sẻ rằng cách đây 10 năm... Sorry. Lý do mà chị hỏi cái việc này là bởi vì chị cảm thấy là em không có khả năng để vận hành công ty. Mỗi khi một sót khỏi một câu hỏi là em cứ đi quá xa. 10 người vận hành trong công ty của em là đang có những cái vị trí nào? Cách đây 3 năm... em đã vận hành 3 chi nhánh. Em nói trời sao làm giám đốc bộ quá vậy? Tức là khả năng em không làm được cái điều đó, nó vượt quá khả năng của em. Cái này hoàn toàn ok. Tại vì khi mà nhà sáng lập là có một người về nghệ thuật, một người về kinh doanh, thì cho chị hỏi về bên đội kinh doanh của mình là có bao nhiêu người? Bây giờ em viết quy trình nhân bản nên chỉ cần automatic là nó diễn ra. Nhưng chị muốn biết hiện tại 10 người vận hành đó đang làm cái gì? Hiện giờ em chính là người vận hành đây ạ. Như hồi nãy em nói là có 10 người. 10 người là giáo viên Mình không có một đội vận hành cho công ty. Dạ không, em chờ sự đầu tư của Rockstar. Chúng tôi giả sử rằng là cái phương pháp bạn rất là vĩ đại, rất là kỳ diệu, chưa ai áp dụng bao giờ cả và cần phải nhiều thời gian. Chúng tôi sẽ tìm hiểu việc này sau để xem cái khả năng thực thi nó như nào. Chúng tôi quay trở lại câu chuyện về kinh doanh. Dạ. 10 giảng viên của bạn thì bạn trả lương bao tiền một tháng? Tùy vào giờ. Trong một tuần thì ai lên lớp giờ nào thì cộng lại. Thế trong một cái lớp 3 tháng đấy thì là mỗi lớp có bao nhiêu học viên? Cao nhất là 3 học viên. Cao nhất là 3 học viên. Dạ đúng rồi. 3 học viên trong 3 tháng và 10 triệu tức là 30 triệu trong vòng 3 tháng. Dạ đúng rồi, và có rất nhiều lớp. Bao nhiêu giảng viên thì để phục vụ được một cái lớp như thế? Một trợ giảng và một giảng viên chính. Và mỗi một giờ giảng nó mất 200.000 trong 3 tháng thì là dạy bao nhiêu buổi? Dạ một tuần 2 buổi thì đó. Mỗi buổi mấy giờ? Một buổi 1 giờ. 7 triệu rưỡi tiền cho giảng viên. Cần thuê địa điểm lớp học không? Những sáng chủ nhật là em cho các bé diễn kịch mọi thứ, các bé được học cho online, các bé thực hiện ở ngoài. Không có địa điểm à? Dạ không ạ. Nhưng mà em dạy nghệ thuật, em dạy âm nhạc mà dạy online, chị nghĩ làm sao mà có cảm xúc được? Trước dịch là em đã có một cái địa điểm và sau khi chúng ta dừng một thời gian em dừng luôn. Đầu năm nay em thấy bắt đầu tình hình ổn là em bắt đầu dạy online, chứ thật ra tất cả đều học bên ngoài hết rồi. Nhưng mà hiện giờ bởi vì em có quá nhiều những khách hàng cả trong nước và nước ngoài nên em kết hợp vừa online vừa offline luôn. Em mới có 50 khách hàng mà sao quá nhiều? Sau 3 tháng 12 buổi, mỗi buổi 1 giờ, tức là tổng là có 12 giờ. Một tuần 2 buổi thì một học viên từ không biết gì, sau 24 giờ học của bạn thì họ sẽ trở thành giống như cái bạn mà lúc đầu tiên ra đây để chào các sát. Cái bạn đó em dạy có một buổi không có sát. Một buổi nói được như vậy. Dạ. Cái đấy thì chắc là chỉ có cắm USB vào não. Chị muốn giống như cái bạn mà vừa xong em đưa ra để nói đấy. Em xin phép Sắc Linh nếu em có cơ hội được chia sẻ với Sắc Linh. Nếu nhỉ, chị chuột mạch luôn. Thôi giả sử như cứ cho là 12 buổi đi. Thôi cứ cho 3 tháng đi. Cho 3 tháng thì cho hoành tráng 24 buổi. Mà nói được như cái bạn rồi đấy, Sắc Liên cho 5 tỷ luôn. Em dư sức làm Sắc Liên điều đó. Không cần cổ phần. Thôi không cần 3 tháng. Giống như bây giờ một con vẹt, em nói cái gì nó nói đúng như thế trong vòng một ngày. Nhưng mà nó có hiểu cái gì không là vấn đề quan trọng. Em sẽ giúp Sắc Liên hiểu thông qua cái cảm xúc. Có nghĩa là trong cái quá trình. Ví dụ bây giờ em nói tiếng Anh xong để chị hiểu cảm xúc đi. Ví dụ là em hỏi là trong cái quá trình dạy đó, em chia sẻ một điều nè. Ví dụ khi mà các sát gặp một người đi ngoài đường vậy nè, các sát sẽ không để ý. Nhưng thấy một người đi một cái gì nó khác hơi bình thường thì tự nhiên não bộ mình sẽ nhớ lại cái người cái đó. Cái đó thì tôi không phủ nhận, hoàn toàn đúng. Nhưng và mà, đó là trong... nhưng mà nó kỳ diệu đến mức độ mà chỉ sau một buổi mà nói được một tràng giới thiệu về môi trường, rồi climate, rồi là sự thay đổi sinh thái, rồi đó những cái từ thuật ngữ rất là chuyên sâu, rất là pro như cái bạn lúc đầu tiên ra đây chào các sát. Nếu sau một buổi mà em không giúp Sát Hương nói được điều này á, em không nhận đầu tư của Sát Hưng và không tôi thì tôi nói được rồi không như cái bạn nói là một từ một người chưa biết gì cơ mà nếu một người chưa biết gì thì không thể một người chưa biết gì sẽ học theo một cái cách khác. Bạn vừa nói tôi đang hỏi là cần bao lâu cho từ một người chưa biết gì tiếng Anh để có thể được trở thành như cái bạn lúc đầu tiên bạn nói là chỉ cần một buổi dạ không bạn này đã biết rồi không thì bạn tôi đang hỏi thế mà bạn nói là chỉ một buổi thôi. Một người chưa biết gì sau 3 tháng em có thể bạn tôi dạy theo kiểu thuyết trình thôi. Chứ còn nếu mà bạn đã biết rồi thì tôi nghĩ là khác gì đi dạy khỉ leo cây đâu. Sau một buổi nói được lưu loát như thế thì đầu vào chỉ cần nói được như Sắc Linh được rồi. Như Sắc Linh. Từ bấy giờ không phải vui đâu, chị hỏi rất nghiêm túc ấy. Chị hỏi em nhưng em chưa tìm ra được cái giải pháp để thuyết phục cho chị. Em cứ nói là có rất nhiều kết quả rồi nhưng mà em chỉ có 50 học sinh. Mà 50 học sinh đấy thì chị cũng chưa nhìn thấy cái kết quả. Với những cái doanh số, với những cái phương án mà em đưa ra phương pháp như vậy thì chị cảm thấy nó còn quá là mông lung. Cho nên vì thế phải rất là xin lỗi em. Mặc dù thích em nhưng mà chị cũng không thể đầu tư cho em. Tất cả những cái gì bạn nói nó quá phức tạp ngoài tầm hiểu biết của tôi. Mặc dù tôi cũng cố gắng để hiểu, tôi hoàn toàn đồng ý. Không phải bây giờ mà từ rất lâu rồi con người đã phát hiện ra cái đó rồi. Và giáo dục đã sử dụng rất nhiều các công cụ như vậy để làm sao tăng cường cái sự ghi nhớ và đi thẳng vào não bộ. Không phải nói đùa cái chuyện USB đâu, mà những cái mũ để nó kích hoạt não, chụp cái mũ đấy vào và khi chúng ta học rất là nhanh.
thực sự là để thuyết phục được tôi ở góc độ là sao để hiểu được cái phương pháp của bạn, giáo trình của bạn như thế nào, cái cách mà bạn uốc nó ra làm sao và kết quả như thế nào, thì tất cả những cái này đều rất là mông lung vì nó quá phức tạp để có thể hiểu được. Vì vậy cho nên tôi không đầu tư. Dạ em cảm ơn Sáng ạ. Chị không thể đầu tư vào một công ty mà hiện tại giống như là không có ai, tại vì không có một đội bên vận hành, đưa tiền vào thì cũng không có ai để sử dụng tiền, để tuyển người, để xây dựng cơ cấu cho công ty, không có ai để làm cái việc đó. Tiền mà không có ai sử dụng cho đúng đắn thì nó cũng là bằng không. Lý do vì vậy chị không thể đầu tư. Dạ, em cảm ơn Sáng ạ. Bạn là một người từ nghệ thuật, gia đình tôi, tất cả mọi người là nghệ thuật của mình, tôi đi vào hướng kinh doanh. Khi mà tôi nói chuyện với người trong gia đình, tôi hiểu cái sự thách thức như thế nào. Bạn hôm nay tới đây để trình bày trong chương trình Shark Tank, tôi nghĩ bạn vẫn chưa sẵn sàng. Rất là tiếc được vì tôi đang đầu tư vào một vài công ty chuyên môn về dạy tiếng Anh và cũng theo hướng nghệ thuật. Nếu mà bạn độc đáo mức độ mà dạy mà người ta nói hiểu trong vòng 1 tiếng đồng hồ là nó quá xuất sắc. Nhưng mà rất là tiếc là bạn không thuyết phục được. Cảm thấy là tạo cái sự hơi bực mình, bạn mất cái niềm quý mến của các shark cho bạn từ lúc đầu, một người phụ nữ dịu dàng mặc áo dài rất là đẹp. Đúng không ạ? Rất là tiếc là tôi sẽ không đầu tư. Dạ, em cảm ơn Sáng ạ. Trong cái thời gian vừa rồi tôi thấy em nói rất nhiều thứ. Nhưng đối với tôi, xin lỗi, tôi cảm thấy rất là sáo rỗng. Có nhiều nội dung phi lý, đi mây về gió. Chính vì vậy nên làm cho tôi thấy rất là tiếc cái quãng thời gian vừa qua của tôi. Và vừa nãy là tôi còn định là lên cái golden ticket, tôi lấy một cái vé để loại tất cả các sắc này ra để cho tôi được tiết kiệm thời gian à, bỏ 100 triệu để mua được cái thời gian của mình đấy. Bạn có sách về thuyết trình, bạn dạy về thuyết trình, nhưng mà tôi nghĩ là cái bài trình bày vừa rồi của bạn có thể nói rằng là một thất bại. Bạn đang bán sản phẩm của mình, bán startup của mình, bán cái doanh nghiệp của mình, nhưng bạn không thể làm được cho khách hàng hiểu cái sản phẩm của bạn, cái bản chất của nó như thế nào, đem lại lợi ích gì, mà chỉ đem lại người ta cái cảm giác rất là tiêu cực, cảm giác phi lý và cảm giác là mình à. Các cụ có câu này là cơm áo không đùa với khách thơ. Em biết câu đó ạ. Tôi rất thích được ngồi đàm đạo uống trà với bạn cả đêm. Chúng ta ngồi nói chuyện về nghệ thuật, về âm nhạc, về hội họa. Nhưng tôi sẽ không muốn dành bất kỳ một phút nào để nói chuyện với bạn về kinh doanh. Tôi sẽ không đầu tư. Dạ, em cảm ơn các sếp. Xin cảm ơn, xin chào bạn, chúc bạn may mắn. Em ơi, mở cửa chưa? Sao lâu quá vậy? Trời ơi, từ từ, cái gì mà ồn dữ không biết nữa. Em ơi, chị đợi 2 tiếng rồi đó. Chờ chút đi chị. Em á, em có vô không? Uống nước thì xếp hàng vô, đứng đó, xếp hàng vô, không đi về. Cho anh order một ly matcha đá xay, không không đá. Khùng, khùng. Nè nha, ngày đầu tiên tới nghe, đừng có kiếm chuyện nha, mở hàng luôn đó. Được rồi, được, đi về. Ô là ôi, trời. Tiến à, giỏi quá cô, chúc mừng nha. Ôi, chưa, cảm ơn nha. Ôi, ông làm như thế này gì? Ê này. Sao? Quán ông sao sao? Nhân viên chửi khách như hát hay mà sao khách vẫn xếp hàng tấp nập. Trời thương, khách tới vì đủ ngon. Sợ quá. Ê, tôi mới ra những sản phẩm mới cực kỳ ngon, tôi mời ông uống thử nha. Ở đâu đâu, mang đây. Ok, ly đầu tiên nha. Ok. Lục trà vải. Ui trời ơi. Ui trời gì vậy? Ôi nội, nó ngon, nó thơm mà nó ngọt đấy mày. Món tiếp theo, lục trà sen táo. Cái này cũng ngon này, cái này thơm mùi táo. Tiếp theo, trà đào à? Chính xác, nhưng mà uống đi. Cái này cũng thơm nhá, thơm mà nó ngọt mà một cái vị nó rất là thật chân. Nhưng mà mày thích cái nào nhất? Lục trà sen táo, cái này đỉnh. Cái này good top luôn, đỉnh của top. Nhưng mà lục trà vải mới là ngon nhất. Lục trà sen táo mới là ngon nhất. Không, rõ ràng lục trà sen táo là ngon nhất. Lục trà uống vải đi, đây uống thử đi. Tao là người ra tạo ra sản phẩm, chẳng lẽ tao không biết? Bây giờ mày mời tao đến đây để tao uống, bây giờ tao đưa cảm nhận, mày lại không tin. Nhưng mà tin thử đi. Tao là cái người tạo ra sản phẩm. Thôi bây giờ tìm ra một người thứ ba cho công tâm nhất. Ok không? Rồi, ok, mời ai nè. Vậy bây giờ nhờ sự trợ giúp của Sát Hưng đi. Dạ, em mời Sát Hưng có thể chọn ra cho em sản phẩm ngon nhất được không ạ? Chả sản phẩm nó ngon kìa. Quê chứ. Quê, ai quê? Ai quê? Dạ, trước tiên cảm ơn các bạn TikToker và các bạn diễn đã hỗ trợ cho em. Cảm ơn mọi người nhiều. Em cảm ơn các sếp đã dành tí thời gian để xem một tiểu phẩm hài xàm xí của tụi em. Công nhận là hôm nay vở kịch của em nó xàm xí. Lúc
vừa buồn cười vừa thấy là em mời các sếp thử sản phẩm của tụi em trước ạ, bởi vì startup của em chuyên về sản phẩm ạ. Nectar Coffee and Tea. Em cứ trình bày đi nhỉ? Dạ. Em cứ trình bày đi. Em xin tự giới thiệu, em tên Tiến, em sinh năm 95. Năm 2015, khi em đang là sinh viên năm 2 của Đại học RMIT, thì em đã chọn con đường nghỉ học đại học và em quyết định khởi nghiệp mở quán cà phê. Dự án cà phê đầu tiên của em là dự án cà phê nhượng quyền của một thương hiệu. Số vốn đầu tư của em ban đầu là 1.2 tỷ. Doanh thu trung bình hàng ngày của em là từ 22 tới 24 triệu. Và thời gian hoàn vốn của em là từ 12 tới 14 tháng. Thời điểm đó em mở thì quán cà phê của em tạo cơn sốt tại khu vực quận 11 luôn. Thậm chí là nó tạo ra cả một trend tới bây giờ vẫn còn, chính là trend coffee takeaway. Tới bây giờ thì em đang là CEO và founder của Let's Milk Coffee and Tea. Hiện tại em đang đào tạo pha chế, nghiên cứu sản phẩm. Thu nhập của em gần đây nhất hiện tại là tầm 1 tỷ một tháng à. Và em tới đây để kêu gọi sự đầu tư cho một thương hiệu mới sắp ra mắt trên thị trường có tên là Nectar Coffee and Tea. Em kêu gọi 5 tỷ cho 25% cổ phần. Thu nhập 1 tỷ một tháng mà lên gọi 5 tỷ làm gì? Tại vì đam mê chính của em là mở quán, chứ không có đam mê dạy pha chế. Dạy pha chế 5 tháng thì có 5 tỷ thôi, xong quay ra đầu tư vào thương hiệu cần gì phải quan sát gì. Nói thẳng ra là em không muốn dạy pha chế nữa. Em xin chia sẻ sự thống khổ của em luôn là hàng tháng cái nghề của em nó phải chạy quảng cáo. Mỗi tháng thì mới có học viên, bởi vì học viên đi học của em xong tốt thì họ sẽ giấu. Cho nên em cứ phải là cực lực mỗi tháng cứ quảng cáo bản thân mình, cho nên em cũng mệt với điều đó rồi. Bây giờ em muốn trở lại con đường chính đạo của em là mở quán thôi. Cho anh 1 tỷ một tháng thì anh đi tự quảng cáo đấy, anh làm. Bằng mới được mấy quán rồi? Dạ hiện tại em thương hiệu mới của em là chưa có quán nào hết, em đang kêu gọi phần đầu tiên. Chưa có quán nào. Ý dạ, tưởng này, thế vốn chủ của bạn có bao nhiêu? Đã làm gì đâu mà góp? Dạ hiện tại vốn thực tế em góp vào là tầm 130 triệu để em mua mấy pha cà phê. Cuối năm nay em vào 2 tỷ. Thì bạn phải vào 2 tỷ trước đi rồi may ra thì mới kêu gọi được chứ này. Thế thì bạn lên đây thì bạn là sao? Bạn này không bắt sạc à? Tay không bắt sạc. Dùng mỡ sạc để giáo sạc. Thực sự là em muốn mở thương hiệu mới của em mà nhưng không, mà nhưng mà 5 tỷ cho 25%. Dạ. Trong đó bạn bỏ ra có hơn 100 triệu. Dạ. Hình như chị đang bị sốt. Em lấy cái lợi thế nào để em đàm phán với các sếp ở đây là bỏ ra 5 tỷ cho em? Em chờ câu hỏi này rất là lâu rồi. Các sếp nên đầu tư vào em bởi vì thị trường hiện tại là một thị trường cực kỳ tiềm năng. Xin cho phép em hỏi các sếp là hiện tại ly trà sữa mình uống ở đâu ngon? Tôi không bao giờ uống trà sữa cả cho nên lại không biết uống ở đâu ngon. Hỏi các sếp câu đấy thì chắc chắn là thất bại rồi. À rồi, ok, em trả lời luôn. Hiện tại trà sữa chỉ uống ở duy nhất một thương hiệu là Phúc Lộc. Ngoài ra không còn thương hiệu nào ngon nữa. Cho nên trên thị trường hiện tại em nhận thấy đó là một cơ hội cực kỳ lớn cho mình. Lý do thứ hai là hiện tại em đang có sản phẩm mạnh nhất thị trường, ngon nhất thị trường. Điều này đã được chứng minh bởi cộng đồng học viên của em cực kỳ lớn. Mỗi lần em ra sản phẩm là mọi người đều soi sụp lên. Mặc dù là ai cũng giấu em nhưng mà vẫn không giấu được, bởi vì nhìn vô sản phẩm là biết là của em liền luôn. Lý do tiếp theo là hiện tại em đang chiếm sang lĩnh vực là nghiên cứu và sản xuất syrup. Cái thành công lớn nhất của em là hiện tại em mới nghiên cứu một loại syrup vải ngon nhất thị trường có thể đưa vào sản xuất, và một loại syrup caramel dạng cô đặc có vị kẹo Unbelly Bear. Và nếu như cho thêm nó vào một vài cái chất làm đông thì có thể cạnh tranh được với Unbelly Bear được luôn. Em đã có kinh nghiệm trong ngành này cũng gần 10 năm rồi. Bây giờ thiếu là em chỉ cần các sếp đồng hành với em thôi. Em chỉ cần một cửa hàng đầu tiên thôi. Kể từ khi đó cả miền Nam và cả Việt Nam đều phải biết tới em. Em chỉ cần một cửa hàng thành công, và từ đó em có thể nhân bản sự thành công đó cực kỳ dễ dàng. Ừ. Và cái hàng thành công nó như nào? Dễ thế, nói dễ thế. Cái gọi là tiêu chí hay những con số liệu để chứng minh sự thành công của bạn là gì? Em có một chiến lược marketing cực kỳ dài hạn. Hiện tại em có liên hệ với rất nhiều trang báo lớn dành cho giới trẻ, nhiều hội nhóm review về đồ ăn đồ uống dành cho giới trẻ, những YouTuber, những bạn TikToker, KOL chuyên về đồ ăn đồ uống. Em nói thật với các sếp nha, mở quán cà phê dễ lắm. Nhưng sống được mới khó. Bỏ tiền ra là mở được, nhưng mà quan trọng nha, dẹp cũng dễ. Thương hiệu lớn như Starbucks về Việt Nam hiện tại tình hình như thế nào? Thấy không? Họ quên mất một điều là cà phê của họ không phù hợp với người Việt Nam. Người Việt Nam không uống cà phê nước dảo. Yêu thế
cốt lõi để cạnh tranh của bạn là cái gì? Trong ngành F&B á, chỉ có một ưu thế cạnh tranh thôi, đó chính là sản phẩm. Nếu thiếu đi sản phẩm, mình không bao giờ sống được. Sản phẩm, thế thì bạn làm sao để giữ cho nó tươi nguyên để đảm bảo cái hương vị của nó? Em tên là gì nhỉ? Có nickname là gì không? Chú ý vào câu hỏi của... Dạ, em xin trả lời câu hỏi của Sắc Liên trước nha. Ở đây tôi có nhưng mà xin phép hỏi nhanh cái đó. Có nick, có em có nickname là gì trong giới không? Dạ, em là Huỳnh Vũ Tiến ạ, search trên Facebook ra. À ok. Dạ. Với cái vấn đề mà Sắc Liên đặt ra á, nó nhức nhối cực kỳ, nó cực nhức kỳ. Nhức nhối không? Dạ, nhức nhối cực kỳ bởi vì nó liên quan tới trái cây tươi. À. Cái giải pháp của em hiện tại em vẫn đánh chủ yếu vào giới trẻ, sau đó em sẽ dành thời gian nghiên cứu thêm dòng sản phẩm thiên về sức khỏe là thiên về trái cây tươi. Cái sản phẩm dành cho sức khỏe đó sẽ bán trong ngày, phải có shelf life, nghĩa là vòng đời của sản phẩm. Ví dụ dâu để tới 6 tiếng bỏ, không được để hơn. Nhưng mà nước đi đó em đánh giá nha, nó hơi rủi ro bởi vì cái lượng trái cây tồn mình phải bỏ thì nó lại ảnh hưởng tới cái hoạt động kinh doanh của mình rất là nhiều. Cái mong muốn rất là xa xôi của em, mình có thể xây dựng một thương hiệu chuyên dành cho người già để họ có một nơi họ tới. Bởi vì em hiểu là người lớn tuổi á, họ sợ cô đơn lắm. Cái tập khách hàng nó cực kỳ lo cho sức khỏe, cực kỳ sợ chết. Sản phẩm đánh vào giới trẻ nhưng mà hướng tới người già. Xem cái ý này xem. Dạ, cái ý của em là cả tập đối tượng trung niên vẫn có thể thưởng thức sản phẩm của em mà. Dạ, ý em là vậy. Bình đi đâu đấy? Vậy. Anh tưởng Bình là đi rút quà. Thôi được rồi, cái mô hình này của bạn ấy thì nó không có gì khó hiểu cả. Dạ nó dễ lắm sếp, nó dễ lắm. Nhưng mà một điều quan trọng nhất, sản phẩm vượt trội hiện tại không ai làm được ngoài em. Ok. Em thấy quá confident. Yeah. Không biết mình nói làm cái việc như thế nào mà rất là confident, quá confident. Để xem sao đây. Bạn nói đúng là một cái F&B nói chung và cái cà phê nói riêng thì cái chất lượng của sản phẩm vẫn là quan trọng nhất. Thế nhưng mà sản phẩm thì nó có muôn vàn cái loại sản phẩm và muôn vàn cái loại kiểu hình chất lượng. Ví dụ như bạn nói là không thích uống cà phê nhạt kiểu Mỹ, nhưng mà tới là một nhóm bạn thôi chứ không phải là vì tất cả thị trường của Việt Nam. Dạ dạ dạ. Tôi thì món cà phê mà hàng ngày nào tôi uống là Americano. Thứ hai nữa là phải nói là có lẽ là cũng không có ngành nào ở Việt Nam mà thu hút được cái lượng chất xám kinh khủng nhất. Cái số lượng các bạn trẻ khởi nghiệp nghĩ đến mở quán cà phê có lẽ cũng là nhiều nhất luôn. Bởi vì nó dễ, là ai cũng nghĩ là dễ. Đúng rồi, rất dễ chết. Thế thì cái mô hình này là nó phù hợp đầu tư theo kiểu là build startup. Gọi là venture builder. Venture builder đấy, tức là có nghĩa là bạn có một ý tưởng, bạn không có tiền. Là giả sử như chúng tôi bỏ tiền ra 5 tỷ cho bạn để bạn đầu tư. Bạn có cái gì? Công thức, bạn có ý tưởng, bạn có một cái tài năng siêu việt trong lĩnh vực tạo ra những món đồ uống mà ai nhìn thấy cũng phải biết là nó rất ngon, là nó là của bạn, trừ tôi. Tôi chả thấy nó ngon gì cả. Dạ. Yeah. Đấy nói thật, bởi tôi không bao giờ uống cái đồ uống mà nó pha chế nó quá nhiều đường cái thứ như này cả. Thế thì ấy, là bạn được tặng tất cả cái tài năng đấy của bạn tiềm ẩn chưa được khai quật đấy 5%. Tức là vai trò đây phải ngược lại. Mà nhưng ở đây cái điều quan trọng nhất là tôi phải đánh giá được cái tài năng còn tiềm ẩn chưa được khai quật của bạn nó có thực sự nó có hay không. Chứ còn nếu không thì các bạn đốt ngay của tôi 5 tỷ mà bạn không có một đi không trở lại. Tiến ơi. Yeah. Anh nghe thấy anh rất khâm phục em. Vì em bảo là cái nghề trước đây của em là dạy pha chế. Và em có thu nhập cá nhân khoảng 1 tỷ một tháng. Anh thấy là cực kỳ ngưỡng mộ. Có thể nói là một trong những ngưỡng mộ cao nhất Việt Nam. So với tất cả các ngành nghề, kể cả giáo sư, bác sĩ, kỹ sư, lập trình, tất cả các thể loại. Kiếm được 1 tỷ một tháng thì anh nghĩ là ở Việt Nam này đếm cũng không được nhiều đâu. Nhưng mà cái vấn đề là em vẫn không hài lòng. Anh hiểu. Thế nên anh bảo là anh rất khâm phục em rồi. Thì anh nghĩ rằng là nếu mà em mà tầm đến 1 tỷ một tháng ấy thì giống như ở Nhật ấy, người ta phải gọi em là tầm nghệ nhân. Tầm nghệ nhân, ví dụ ở bên Nhật ấy, có những người gọi là nghệ nhân chuyên cắt sushi chẳng hạn, nghệ nhân nấu mì chẳng hạn. Anh nghĩ là họ cũng không được 1 tỷ một tháng đâu. Anh vừa khâm phục nhưng anh cũng vừa có băn khoăn liệu em là thiên tài hay là thiên tai. Dạ em luôn tự hào nói em là thiên tài. Nếu mà em là một thiên tài trong lĩnh vực pha chế ở Việt Nam ấy thì chắc chắn tên của em sẽ phải nổi như cồn, rồi báo chí rồi ấy các kiểu. Đó là do vì sao vừa nãy anh cắt lời Hắc Liên nên anh hỏi em nickname ở trong giới là gì. Nhưng mà anh nhìn thấy có được 2 bài báo trên Google này. Anh hỏi thật nhé. Dạ. Liệu 2 bài báo này có phải là 2 bài PR? Dạ nó là bài PR. Ok anh hiểu rồi. Dạ nhưng mà anh hiểu rồi. Ok. Khi mà anh vào Facebook của em, tại Facebook của em có đăng lịch học luôn. Một tháng là em có tầm 10 mấy lớp á, một lớp 2 ngày, một học viên là 10 triệu. Chú ý lướt á thì anh sẽ biết luôn cái doanh thu của em luôn. Cũng có nhiều lớp dạy làm giàu ở ngoài kia, họ cũng thu nhập bằng mồm cao lắm.
thị trường dạy pha chế rất là nhiều, nhưng mà hiện tại chỉ có một mình em là được cái thu nhập này thôi. Cho đến bây giờ anh không hiểu, em có thu nhập 1 tỷ, mình dùng cái tiền đó mình đi mở cà phê, sau khi em thành công cái em lại gọi máy sắt đầu tư với em. Đó có nghĩa là mình phải chứng minh là bằng cái thực lực của mình hiện hữu bên ngoài. Như thế này là hơi sớm. Dạ, em biết rất là sớm mà, nhưng mà em nghĩ thu nhập của em cao thật, nhưng mà nếu như em để hết em mở quán á, em sẽ không có thời gian để em lo pha chế, và lúc đó về cái mảng vay ngân hàng để trả tiền nhà á, thì nó sẽ cực kỳ rủi ro cho em. Cho nên em tách riêng hai cái, một cái giúp em ổn định và một cái giúp em phát triển. Chân trong chân ngoài, chân trong của em lại kiếm tiền từ pha chế, còn chân ngoài thì sẽ đá với các sắc. Dạ em sẽ đồng hành cùng với mình. Cái rủi ro là để cho máy sắc lánh, còn cái thơm mà là em lấy. Nếu mà có mất tiền thì các sắc mất tiền. Tiến. Dạ. I'm Eric. So looks like by the branding you want to be Starbucks. Not exactly, it's just the same color as Starbucks but no Starbucks. Right. Starbucks CEO is one of my very good friends. In fact, I had dinner with her on Sunday night. Starbucks has 80 stores now in Vietnam. You have one. I also, one of my advisors is Anh Huan, Seedcom. Seedcom invested in Coffee House. One of my companies worked with the Coffee House to advise them on their customer experience. I know their model very well. And lastly, my last failure, the first guy who bring me out to lunch to say it's okay was David Thai for Highlands Coffee. You claim you're better than all three. I am the best. I think they are more successful, but yet you're more confident than all three of them together. There's a difference between confidence and illusion. No, this is reality. I have everything that needed to be successful in this career. Okay, so confidence is great. I think you're stepping over that line quite far. I usually like to invest in founders that have that humility. They always want to learn more, and they know that they need to learn more, right? I think you and I would find it very hard to work together. You look a little bit like Sơn Tùng, and he has a song, Chúng ta không thuộc về nhau. And chúng ta không thuộc về nhau. So I'm out. Chúng ta không thuộc về nhau. Thank you. Chúng ta không thuộc về nhau, vỗ tay. Trời ơi trời, ông Tây giỏi ghê luôn. Một ngày doanh số của một cái quán em dự kiến là bao nhiêu? Em dự kiến doanh số mỗi ngày sẽ tầm 30 tới 35 triệu. Mỗi tháng mình sẽ lời tầm từ 200 tới 300 triệu. Tầm 1 năm tới 1 năm rưỡi mình hoàn vốn, chậm hơn tầm là 2 năm. Và một tháng là chỉ cần 150 đến 200 là hòa vốn. Dạ đúng rồi. Em biết một ngày mà doanh thu mà từ 30 đến 35 triệu á là con số khổng lồ không? Dạ đối với một địa điểm đẹp á, việc này bình thường luôn. Một địa điểm đẹp dự kiến em định thuê bao nhiêu? Dạ trung tâm quận nhất luôn, tầm 100 tới 200. 150 đến 200 triệu một tháng. Một tháng 200. Mà 150 đến 200 triệu là hòa vốn được là sao? Ok, mô hình kinh doanh này cũng sao, tất cả những gì em nói thì anh thấy đúng là em là thực sự là một thiên tài, một tài năng. Với tất cả những con số em vẽ ra cho anh như vậy, thực sự là anh cực kỳ hồi hộp. Mà hồi hộp ấy thì rất dễ dẫn đến là hồi sức cấp cứu xong rồi tới hồi kèn luôn. Là thôi, với tất cả những cái tài năng đấy của em hoàn toàn có thể tiếp tục thành công. Anh rất là sợ làm cái gì nó hồi hộp quá, nó căng thẳng rồi. Cho nên là thôi anh không tốt cho team. Out, anh không đầu tư. Mình làm ăn mình không nên quá tự tin. Em có thể thành công lần thứ nhất, lần thứ hai, nhưng mà em không thể thành công mãi mãi. Không ai có thể dám đầu tư 5 tỷ để sở hữu 25%, mà trong khi em mới bỏ vô cái 100 triệu, mà cái 100 triệu đó để 130 triệu đó để mua máy pha cà phê. Và mình nói chuyện với nhà đầu tư cũng phải trên thằng là cẩn thận, chắc chắn là sẽ không đầu tư, và anh hy vọng em sẽ thành công trong tương lai. Dạ em cảm ơn anh nhiều ạ. Thực ra là Tiến, cùng một lúc mình thích nhiều thứ thì mình sẽ không có thứ gì cả. Tại vì khởi nghiệp là nó phải có đam mê, nó phải có sự quyết tâm và những cái trách nhiệm đối với công việc, cái dự án của mình. Tôi thì rất là nghiêm túc, làm bất cứ việc gì, dù là việc nhỏ nhất, tôi cũng rất là nghiêm túc. Tôi nhìn thấy em có tài năng nhưng mà tôi thấy em chưa nghiêm túc. Cho nên vì thế tôi không thể đồng hành với em được ở trong giai đoạn này. Nếu năm sau mà em đứng lên đây và em có vài cái cửa hàng và cái quán mà em đã chứng minh được thì lúc đấy có thể tôi lại đầu tư cùng em. Dạ em cảm ơn. Chúc em thành công. Anh chốt điều. Thực ra thì sau khi nghe em nói thì thật sự là anh giật mình thon thót. Thu nhập em 1 tỷ từ nghề thì anh nghĩ rằng là Việt Nam đã có một thiên tài trong một cái nghề bartender, nghề pha chế, thứ vân vân. Anh nghĩ rằng là một người mà đã có tầm thu nhập đến 1 tỷ
một tháng, hai tháng, kể cả tháng, một tỷ, hai tháng của một cái nghề đấy thôi, ở được cái đất nước này chắc chắn là người giỏi nghề và nổi tiếng trong nghề ít nhất là phải nhất cái Việt Nam này. Thế tuy nhiên anh search trên Google ấy, thì anh nhìn tìm thấy được hai bài PR mới mua từ cuối tháng 4 với lại tháng 5. Thứ hai, nói về pha chế thì anh chỉ tìm thấy duy nhất một bài quảng cáo trên Facebook. Một bài duy nhất, còn không tìm thêm được bây giờ, tức là tổng là có 3 bài nói về em. Từ đấy làm cho anh chột dạ, có một cái nghi ngờ liệu em có gọi là có chém, thật như vậy không? Gọi là chém gió. Em có một tài năng rất lớn, đó là tài năng chém gió, chém gió thành bão mà em biết rồi. Bão là thiên tai. Đúng không ạ? Bão mà bão nổ ra giữa trường quay như thế này là thiên tai. Nói chung là trong các tình huống thiên tai ấy, thì quả ấy, thì chúng ta nên ngồi im không đầu tư làm ăn gì cả. Thì chính vì vậy nên là anh sẽ không đầu tư. Tuy nhiên anh nghĩ rằng là em cũng nên về điều chỉnh lại cái tính cách khiêm tốn hơn nữa. Trước khi muốn startup thành công, mình phải chữa được cái bệnh. Cái bệnh là bệnh ngáo ngôn. Với tài năng của em nói như thế là khiêm tốn lắm rồi đấy. Anh chúc em sớm chữa được bệnh ngáo ngôn. Anh sẽ không đầu tư. Dạ, em cảm ơn các sếp rất là nhiều ạ.